trưa ngày 3 tháng 8, một lượng lớn người hâm mộ đã tập trung tại sân bay Nội Bài, Hà Nội để chào đón thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Sau 3 trận đấu tại World Cup 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rời giải với 0 điểm, 0 bàn thắng và 12 bàn thua, tiễn biệt giải đấu như đã dự đoán trước đó. Mặc dù kết quả không mấy tốt đẹp, nhưng đây là một hành trình không hề vô ích đối với các cô gái vàng. Bước ra từ đất New Zealand, các cầu thủ đã có cơ hội trải nghiệm và học hỏi rất nhiều từ sân chơi quốc tế. Lúc 11:30, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hội tụ tại sân bay Nội Bài trong không khí phấn khích của người hâm mộ. Các cổ động viên hô vang những khẩu hiệu tự hào, Việt Nam ơi, cùng nhau đi lên, Việt Nam vô địch, tự hào lắm Việt Nam ơi. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ với PVVTC News rằng việc tham gia World Cup 2023 đã là một thành công to lớn với bóng đá nữ Việt Nam. Mặc dù không thể đạt được kết quả như mong đợi, nhưng việc góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh đã góp phần khẳng định sự hiện diện của bóng đá nữ Việt Nam trên sân chơi quốc tế. Huấn luyện viên Chung nêu rõ, chúng tôi đã thi đấu hết mình và dù không thể hoàn thành mục tiêu của người hâm mộ, nhưng chúng tôi hứa sẽ cố gắng hơn trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện chuyên môn và đặt mục tiêu cao hơn cho các giải đấu sắp tới như ASEAN và Olympic vòng 2. Tiền đạo Huỳnh Như, người luôn mang theo chiếc nón lá Việt Nam, chia sẻ rằng dù không thể giành được thành tích cao tại World Cup, đội tuyển và cô đã có những trải nghiệm quý báu. Cả đội đã học hỏi và chuẩn bị cho các thách thức tiếp theo để tiến xa hơn trên con đường bóng đá thế giới.